Xin chào, Game Hub đã quay trở lại với số tổng hợp top game mobile Trung Quốc hot nhất và mới nhất trong tuần. Hãy cùng khám phá xem tuần này chúng ta có gì nhé. Tam Quốc là một trong những thời đại xuất hiện nhiều danh tướng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc với những trận chiến vang dội và đương nhiên cũng là đề tài chưa bao giờ cũ trong game. Túy Thiên Hạ, tựa game 2D của Dahe, người chơi sẽ được trải nghiệm trong một thế giới Tam Quốc hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm, đầy tính sáng tạo và dựa trên yếu tố cổ điển. Là nhân vật chính trong game, người chơi sẽ được thoải mái lựa chọn một trong ba nghề nghiệp chính là thích khách, tanh và chiến sĩ. Mỗi nghề nghiệp đều có những phương thức tác chiến đặc sắc riêng của mình mà người chơi sẽ tự khám phá và cũng sẽ sở hữu những thần binh chuyên thuộc. Tìm được và chế tạo nó thì lực chiến của người chơi sẽ được nâng cao rất mạnh. Với thành công vang dội của Vương Giả Chi Kiếm, tựa game từng được phát hành tại Việt Nam với cái tên Đấu Giáp, Vương Giả Chi Kiếm 2 vừa mới ra mắt đã trở thành đề tài nóng trong cộng đồng game Trung Quốc, vẫn được chăm chút dưới bàn tay của đội ngũ Vương Giả Chi Kiếm. Tựa game vẫn giữ nguyên những yếu tố kinh điển mang đậm chất ma huyễn phương Tây đầy ma mị, hút hồn. Game cùng ba nghề nghiệp là kiếm cuồng, huyên mị và du hiệp. Mỗi nghề nghiệp đều có những trải nghiệm phong phú độc đáo và những ưu thế chuyên thuộc. Người chơi sẽ căn cứ vào sở thích của bản thân để lựa chọn một nghề nghiệp, cùng sát cánh bên vua Arthur trẻ tuổi và chứng kiến những chiến tích truyền kỳ của ông. Mang đậm phong cách liên hiệp Trung Quốc, Kiếm Hiệp Phong Vân là một sự lựa chọn khác không tồi cho những game thủ vốn say mê thế giới tu tiên đầy hấp dẫn. Với đồ họa khủng được thiết kế cầu kỳ trau chuốt, hình ảnh nhân vật đến bối cảnh game đều đem đến những trải nghiệm cực kỳ mãn nhãn cho game thủ. Là game đánh theo lượt, nhưng Kiếm Hiệp Phong Vân lại có lối chơi cực kỳ mới mẻ với thiết kế ra chiêu độc đáo, chiến đấu trong game sẽ không còn nhàm chán mà đầy tính khiêu chiến. Với hệ thống gameplay PvE phong phú, phó bản cá nhân thú vị, phó bản tổ đội độ khó cao, boss cực mạnh, gameplay khoa cử, người chơi hoàn toàn có thể tìm được những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trong Kiếm Hiệp Phong Vân. Trảm Huyễn Tưởng là tựa game có nhiều nghề nghiệp, trong đó mỗi nghề nghiệp gồm mấy chục kỹ năng khác nhau, lại thêm hiệu quả chiến đấu mỗi kỹ năng khác nhau nên hiệu ứng trong game cực kỳ đa dạng và phong phú. Người chơi sẽ có được trải nghiệm cuộc sống khác biệt, nhiều gameplay hệ thống cực nhiều. Thông qua những hệ thống này, người chơi sẽ cường hóa thực lực bản thân nhằm đạt được nhiều tài nguyên hơn, rồi lại tiếp tục cường hóa. Bên cạnh đó, game còn bỏ những thiết kế truyền thống, giảm những trói buộc giới hạn trong game, đem lại những trận đấu tự do, thoải mái và kích thích nhất. Cổ Vân Truyền Kỳ là tựa game mobile về tu tâm văn hóa do Sixtify Game phát hành. Với đồ họa sắc nét, hình ảnh sống động, tinh mỹ và mới lạ, tựa game gây ấn tượng mạnh cho người chơi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Về gameplay, ngoài yếu tố chiến đấu chiến lược đánh theo lượt kinh điển, game còn có thêm nhiều nét đặc sắc như tính năng bồi dưỡng, tiến giai, giúp người chơi trải nghiệm được thần thoại Phật gia, thể hiện hoàn hảo văn hóa truyền thống Trung Quốc mấy ngàn năm. Ngoài việc không ngừng tấn công tiêu diệt yêu ma, người chơi cũng phải luôn thanh tịnh linh hồn, tu tâm dưỡng tính, ngao du tứ hải trải nghiệm nhân gian. Trên đây là năm tựa game Trung Quốc hot nhất trong tuần này. Các bạn hãy nhanh tay tải về và trải nghiệm nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những số tổng hợp lần sau. Bye bye.